Hello các bạn, mình đã trở lại với kênh Cao Phan và Bảo Vlog. Hôm nay á là cái ngày mà được nghỉ, và tiếp theo đó chính là sữa chua. Hôm nay mình ăn sữa chua dâu rồi, sữa chua mà nước dâu với lại mứt dâu á. Mà ngày xưa mình hồi hồi hôm trước á mình toàn là ăn sữa chua trân châu đúng không, nay là ăn sữa chua dâu có miếng dâu luôn à, nhưng mà mình để nó hơi khó nhìn một chút. Là mình đã mua được hai cục rubik này nè, cục rubik này thì nó 35 ngàn. Cục Rubik này là 35 ngàn, còn cục Rubik này là 26 ngàn. Cục này bạn biết tại sao nó lại có 26 ngàn không? Tại vì nó phải quay chậm, nếu không nó gãy. Còn cái cục này là bạn nhìn nè, đó đó đó, thấy không? Nó quay chỗ nào cũng được đó. Và hai cục này thì mình mua ở nhà sách, và đây là nhà sách mà mình mua ở Bạch 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 gì á, mình không nhớ nữa, nhưng mà nói chung là mình mua ở nhà sách. Và cái cục Rubik này đó thì nhà sách nào cũng có bán hết trơn đúng không bạn? Rồi á, ba mình ăn cái sữa chua mà nó cái miếng gì nè, nhưng mà mình không biết nữa. Hồi nãy mình mới ăn ăn xa ăn trưa xong, bây giờ mình đi ăn sữa chua Hạ Long. Đến đây á thì á thấy là cái cảnh nó đẹp lắm, các bạn nhìn làm sao vậy, cảnh nó đẹp không đó, đẹp lắm á đó. Đó, trong video của mình là vậy á. Và bây giờ á, và cái video này biết tại sao á mà mình lại làm đâu, ý nghĩa là gì, các bạn biết ý nghĩa là gì không? Cái sữa chua trân châu này rất là thơm, và cái này á, sữa chua trân châu Hạ Long á, là nó ở gần cái nhà bị mất kính đằng kia cả không thấy luôn, rồi ở gần cái công viên đó, bạn biết công viên làng hoa không? Công viên nó cũng cũng gần chỗ này mình đang ngồi á, thì nhưng mà đến đây là tạm biệt các bạn.